Chào mọi người, mình là Crazy Lion này. Mình khá chắc chắn một điều là nếu như hôm nay các bạn chơi Blackfoot thì trong server của các bạn sẽ toàn là những thanh niên xài chép báo đời. Và mình cũng vậy. Chào mừng các bạn đã gia nhập với câu lạc bộ báo đời báo đớm trong Blackfoot. Hello, và nếu như các bạn kéo xuống và like video này của mình thì tỷ lệ ra được chết quỷ xịn của các bạn sẽ tăng lên rất là cao. Hình như các bạn có thấy thì mình vẫn chưa cài chép báo nào một miếng nào hết. Nên là mình vẫn còn là một con báo thiếu nhi. Nếu như các bạn nào mà muốn mình làm cái video farm mastery của chép báo này á thì các bạn hãy giúp video này lên 5000 like. Oh my god. Yo, xin chào các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chủ đề chính. Là một hai thằng thực thụ thì một thứ mà chúng ta cũng khá là cần, đó chính là Belly. Thì ở video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách auto chat trong Blackfoot. Quay, các bạn nghĩ gì hả? Cái này không phải là hack đâu nha. Trước khi bắt đầu video, mọi người hãy cho mình xin một like, một đăng ký và bật cái chuông thông báo để đừng bỏ lỡ cơ hội nhận Euro free vào chủ nhật tuần này nha. Hello, thì ở video hôm nay mình sẽ chia ra thành hai phần. Một phần là dành cho những bạn max level giống mình và phần còn lại sẽ dành cho những bạn mới chơi và đang phải vừa cần farm level và Belly. Và nếu như các bạn là người mới thì mình hay đăng video vào lúc 5:25. Các bạn hãy vô kênh YouTube mình vào khung giờ đó để trở thành người đầu tiên comment trên kênh của mình nha. Ok, thì đây chính là phần 1 dành cho những bạn đã max level. Các bạn hãy quay về C2 và các bạn hãy phá cánh cửa bí mật ở chỗ này. Thì ở đây nó sẽ có ba cái gương vàng, nhìn hơi bị phê đúng không? Sau đó các bạn hãy bật cái phần mềm Tiny Stack lên. Thì cái phần mềm nó sẽ ghi nhớ lại cái hành động của các bạn và sau đó lặp lại thôi. Cái phần mềm này cũng có trên điện thoại nữa nên là các bạn cứ yên tâm nha. Thì để khởi động phần mềm thì các bạn hãy bấm cái tổ phím trên màn hình nha. Thì sau khi mà các bạn bấm khởi động xong á thì các bạn chỉ cần việc đi nhặt gương là ok. Lưu ý là các bạn đừng có di chuyển cái màn hình, các bạn chỉ nên bấm là cái nút đi tới đi lui thôi. Sau khi mà nhặt xong gương á thì các bạn đi tới đi lui khoảng 2-3 vòng, nó chủ yếu là đừng để cho nó bị lỗi thôi á. Ok, thì sau khi đi xong các bạn bấm lại cái tô phím cũ để có thể nhường lại. Sau đó các bạn hãy làm theo mình trên màn hình nha, để có thể làm cái phần mềm nó lặp lại nhiều lần hơn á. Ok, bấm vô cái phần này nè. Rồi sau đó các bạn chỉnh lên khoảng số 100.000 đi. Ok, chỉ trong vòng 30 giây mình đã chỉnh xong hết tất cả mọi thứ, bây giờ chỉ cần bấm nút play thôi. Đó, các bạn có thể thấy thì phần mềm nó đã tự động di chuyển cho mình rồi. Mặc dù thì nhìn nó hơi ngủ một xíu, nhưng mà không sao, hiệu quả rất là cao nha. Trong lúc mà các bạn đi ngủ á thì các bạn treo thì có thể sáng mai các bạn dậy sẽ được khoảng 1-2 triệu Belly gì đó. Theo mình đánh giá thì cách này khá là ngon đối với những bạn mà lười đi farm. Yeah. Hello, thì đối với các bạn nào mà chưa max level thì theo mình nghĩ nếu như các bạn bỏ thời gian để đi nhặt chép farm Belly thì cái điều đó khá là vô nghĩa nếu như mà level các bạn vẫn thấp. Bởi vì mình nghĩ thứ các bạn thật sự cần đó chính là level. Và để giải quyết được vấn đề này hả? Yên tâm đi, đã có mình rồi. Như các bạn thấy ở đây, dù level 700 mà chỉ có 10k Belly, đúng thật là vô lý. Vô, thì thay vào đó thì các bạn hãy quay lại với C2 thân thương của chúng ta. Nhầm C1. Thì những cái nhiệm vụ win boss ở dưới đây nó sẽ xịn hơn. Thậm chí thì mấy con boss lỏ ở level 130 mấy nó cũng nhiều Belly hơn nữa. Thì đó, các bạn đã thấy rồi đó, chúng ta hãy nên farm boss. Nói chung thì farm boss sẽ ngon hơn rất là nhiều. Mình biết chắc chắn là sẽ có một số bạn nói là boss spam ra khá là lâu đúng không? Nhưng mà thật ra thì không. Sau khi các bạn đánh boss xong á thì các bạn có thể sử dụng một cái tip có tên là server hop, có nghĩa là các bạn sẽ đổi sang một cái server khác và con boss nó sẽ được hồi sinh lại và các bạn không cần phải đợi nữa. Quá là đơn giản đúng không? Thì các bạn chỉ cần lặp lại cái việc đó là sau đó các bạn sẽ farm level khá là nhanh và cả farm Belly nữa. Nên là các bạn cứ tin mình đi, mình không bao giờ lừa các bạn đâu. Tại sang boss đó nó sẽ cộng cái bounty cho các bạn nữa. Mà làm một hải tặc á thì các bạn đương nhiên phải cần có bounty rồi. Ok, thì dành cho những bạn không biết server hop thì các bạn bấm trên khúc server khúc này. Sau đó các bạn kiếm server khác thôi. Ok, thì đó chính là hai cách farm Belly khá là nhanh của mình. Còn bây giờ thì video đã dài rồi, mình xin kết thúc video đây nha. Nếu như bạn thấy video này hay, nhớ để lại một like, một đăng ký, bật chuông thông báo để ủng hộ kênh mình nha. Bây giờ thì tạm biệt các bạn.